và Vân Anh. Trước đây rất nhiều năm khi mà công nghệ phun xăm chưa được phát triển thì Vân Anh đã từng phun môi, Vân Anh đã từng xăm lông mày. Và thực sự khi phun môi và xăm lông mày ở cái cơ sở trước mà Vân Anh làm ấy, thì lông mày của mình nó rất là đau và cái form nó không được đều nữa. Và môi cũng vậy, khi Vân Anh làm môi xong thì cái môi nó bị phù nề lên và những cái tia máu nó cứ chảy sau những ngày mà Vân Anh về nhà. Và Vân Anh cảm thấy nó như là một cái nỗi kinh hoàng và Vân Anh sợ, Vân Anh không dám xăm môi hay Vân Anh không dám xăm lông mày nữa. Thế nhưng mà Vân Anh có nghe thông tin qua một chị bạn là chị làm ở 61 Nguyễn Công Trứ, thì Vân Anh cũng đến theo chị Vân Anh làm. Nó thật sự là Vân Anh mới làm lông mày cách đây có mấy hôm thôi theo công nghệ mới hair trap. Vân Anh cứ cảm thấy rằng làm lông mày sẽ rất đau như những lần trước, nhưng thực sự không hề đau một tí nào. Và từ ngày làm lông mày đến hôm nay làm môi là cách có 3 hôm thôi, Vân Anh đã lại đến làm môi ở 61 Nguyễn Công Trứ. Trước đây thì cái tình trạng môi của Vân Anh không hề có màu ở trong lòng môi, và các bạn xăm môi cho Vân Anh là không hề đều, tức là một bên to và một bên bé, rất là xấu. Và Vân Anh cảm thấy sợ. Rồi sau khi xăm môi thì phải ăn kiêng nào là thịt gà, thịt bò, trứng, rồi xôi, tất cả thứ làm cho môi mình bị viêm nhiễm. Nhưng ở đây thì không nhé, khi mình phun môi xong rồi thì mình sẽ không phải kiêng một cái gì hết. Khi mình phun môi thì không hề đau một tí nào. Các bạn bôi tê cho mình, ủ tê trong vòng 30 phút, như vậy là cái phần thuốc tê nó đang ngấm vào môi mình rồi. Các bạn làm rất nhẹ nhàng thôi, nên là mình cảm thấy rất là yên tâm. Làm khi nào mà mình thấy đau ấy, thì mình báo cho các bạn biết để các bạn thêm thuốc tê cho mình. Nhưng không hề, hôm nay mình làm không hề phải thêm một lần thuốc tê nào nữa. Đấy, thật sự là cái tay nghề của các bạn nhân viên ở đây làm cho Vân Anh rất là hài lòng. Các bạn ơi, để mà muốn có một cặp lông mày xinh, một làn môi đẹp thì hãy đến với 61 Nguyễn Công Trứ DK Eyebrows and Beauty để được xinh đẹp như Vân Anh nhé.